Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Midsize T200, một dòng xe đạp đường phố dành cho các bác đang tìm kiếm một chiếc xe đi tập thể dục ở trong những cái tuyến phố bình thường hàng ngày. Thì đây là một cái lựa chọn rất là tốt, là chiếc xe đạp khung nhôm và toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc phiên bản chính hãng của Midsize. Sử dụng bộ đề cũng rất là cao cấp, bộ đề Atus, với cái tầm giá em đang bán tại cửa hàng thì cũng là 5.200.000. Thì ở đây nó rất là xứng đáng cho một lựa chọn để sở hữu một chiếc xe đạp thể dục hàng ngày. Đánh 700C, hôm nay về tông màu là màu xanh lá cây, kè chỉ trắng, rất là thể thao và cực kỳ đẹp mắt. Trẻ trung thể thao, khung nhôm, được sử dụng loại nhôm 6061 alloy, là loại nhôm rất là bền, chịu được cái cường độ mạnh và chống bào mòn rất là tốt. Sử dụng rất nhiều trên những cái dòng xe đạp cao cấp. Xe đạp Midsize model T200, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên bản hết. Vành bánh 700C cũng là nguyên bản theo xe luôn. Nốp còn tương đối là mới các bác nhé. Khung xe các thứ thì giữ cái độ mới và đẹp nó cũng khá là cao, chỉ do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là xuất hiện những cái vết xước, xước nhỏ nhỏ không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì lớp sơn thì còn rất là đẹp. Trang bị bộ chuyển động của Shimano Atus với 8 tầng lip và 3 tầng đĩa cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Phanh V, phanh V cũng nguyên bản luôn. Phanh rất thường thấy ở những chiếc xe đạp bãi. Trên ghi đông sử dụng bộ tay bấm của Shimano với 8 speed. Bên này là 3, từ 18 lít 3 đĩa. Rồi em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa yên từ tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m61-62 đến 71-72, đi là phù hợp. Còn rất là tốt, cực kỳ là mượt mà. Giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 5.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm với chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.